mổ trong đêm tối. Trời tối muộn rồi, sao thằng bé vẫn chưa về nhỉ? Không biết lại La Cà ở đâu nữa. Về nay, từ nay cha mà thấy con còn ở đó thì sẽ phạt thật nặng, không thì không lo học. Nhưng đó là phòng thí nghiệm của con có rất nhiều công việc ở đó. Công việc gì? Đừng bày những trò vớ vẩn nữa. Thầy giáo đã la con rất nhiều lần rồi. Đừng làm cha phải mệt mỏi vì những điều tiếng không hay nữa. Có chuyện gì thế anh? Anh thấy thằng bé cứ quanh quẩn ở căn nhà hoang kia kìa, lại còn phòng thí nghiệm gì đó. Từ nay em hãy giao việc nhà cho thằng bé đi, đừng để nó bày những trò nghịch ngợm nữa. Thôi mà anh, con còn nhỏ, tuổi này là để khám phá mà. Hai cha con mau vào nhà ăn tối đi, cả nhà đang chờ đó. Trời đang nổi gió mạnh quá, phải đóng kín cửa lại thôi. Cha ơi, tại sao lại có gió? Con còn nhỏ, chuyện đó con không hiểu được đâu Edison. Thế tại sao con lại không hiểu được? Còn không mau ăn đi, suốt ngày hỏi những câu hỏi chả đâu vào đâu. Mẹ thấy trong quyển bách khoa toàn thư có nói về gió đó. Lát nữa mẹ con ta sẽ cùng đọc nhé Edison. Vâng ạ. Anh đừng lúc nào cũng nói với con chúng ta là con không thể nào hiểu được. Như vậy là kìm hãm lòng hiểu biết của con chúng ta rồi đấy. Em lúc nào cũng dung túng cho những trò nghịch ngợm của Edison. Em không hề dung túng. Edison là một đứa trẻ đặc biệt. Em tin sau này anh sẽ phải thay đổi suy nghĩ về thằng bé đó. La 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 la. Edison, con đi đâu mà giờ này mới về? Con. Ê, trời ơi, con lại từ cái phòng thí nghiệm quái quỷ đó chui ra đấy hả? Lần này ta sẽ cho con một trận đòn thật nặng để chừa thói ham chơi đi. Còn giờ thì về nhà mau. Mẹ con đang bệnh từ chiều rồi mà con vẫn còn rong chơi được à? Mẹ sao ạ? Đau quá. Xin bác sĩ hãy giúp tôi. Bà nhà bị bí đường tiểu nặng, Cần phải phẫu thuật gấp ư? Nhưng ông cũng biết, từ nhà chúng tôi lên được bệnh viện thành phố phải tới gần sáng mới đến được. Dạ ơi, còn tiền thuê xe và chi phí phẫu thuật ở bệnh viện lớn rất nhiều tiền. Nhà mình nghèo thế này có lo được không ạ? Thưa bác sĩ, ông có thể phẫu thuật tại nhà chúng tôi được không? Xin ông hãy giúp đỡ. Tôi có thể phẫu thuật được, nhưng e là có chuyện gì khác thưa bác sĩ. Nhưng giờ trời đang tối, không đủ ánh sáng để phẫu thuật. Ca phẫu thuật cần phải chính xác đến từng ly, tiến hành trong điều kiện ánh sáng leo lét thế này thì sẽ rất nguy hiểm. Trời ơi, phải có cách gì khác không bác sĩ? Ôi, đau quá. Anh ơi, em đau quá. Mẹ ơi, mẹ cố gắng. Bác sĩ đang nghĩ cách. Đau quá. Bác sĩ à, xin bác sĩ hãy phẫu thuật cứu sống mẹ cháu. Cháu sẽ cầm nến soi cho bác sĩ mà. Không được. Nếu tập trung mấy ngọn nến lại thì ánh sáng vẫn rất yếu, không thể tiến hành phẫu thuật được. Hơn nữa, nếu tiến hành phẫu thuật trong hoàn cảnh như vậy thì nước sáp nến chảy ra có thể rơi vào vết mổ, rất nguy hiểm. Không thể làm liều lĩnh như vậy được. Trời ơi, đau quá, tôi chết mất. Trời ơi, hãy làm gì đi bác sĩ. Làm ơn hãy phẫu thuật cứu vợ tôi. Chờ đến sáng chắc vợ tôi đau không sống nổi mất. Tôi có thể phẫu thuật ngay nếu có đủ ánh sáng. Nhưng đủ ánh sáng ư? À, đúng rồi, mình có cách rồi. Cha, con có việc phải ra ngoài gấp. Edison. Thằng bé lại dở những trò nghịch ngợm gì, trong khi mẹ nó còn đang rơi vào tình thế dở sống dở chết thế này. Anh Bến, tao có việc muốn nhờ cậu. Có chuyện gì thế Edison? Tao muốn mượn gấp mấy tấm gương nhà cậu một chút thôi. Cố lên, mẹ sắp được cứu rồi. Bác sĩ, hãy đi theo cháu. Cháu đã có cách để bác phẫu thuật rồi. Hả? Cháu có cách ư? Con biết con đang làm gì không Edison? Đừng làm phiền bác sĩ nữa được không? Cha, xin hãy tin con một lần. Con đã chuẩn bị riêng cho bác sĩ một phòng phẫu thuật rồi. Con, lần này cha sẽ cho con một trận mới được. Hãy xem thằng bé làm được gì.
Sao cháu có thể nghĩ được như vậy Edison? Cháu chỉ nghĩ đến việc cứu mẹ nên đã nảy ra ý tưởng này thôi ạ. Edison, ta hết sức cảm phục cháu. Ta tin sau này cháu sẽ làm ra trò đấy. Thật tuyệt quá, bác có thể tiến hành phẫu thuật ngay đây. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Edison. Có chuyện gì nữa vậy anh? Nó lại lấy đồ nghề của anh đi đâu rồi? Chắc lại mang tới cái phòng thí nghiệm của nó. Anh à, con trai của chúng ta chỉ muốn xem cách thức hoạt động của các loại đồ chơi thôi mà. Trẻ con thích nghiên cứu, tìm tòi cũng là một điều tốt đấy. Cậu bé ấy sau này đã trở thành nhà phát minh lỗi lạc của nhân loại, Thomas Edison. Câu chuyện về phòng phẫu thuật ánh sáng của cậu còn được nhắc mãi về sau. Đây là tiền đề cho việc xây dựng những phòng phẫu thuật sau này. Khi mổ, để bàn tay của bác sĩ không che khuất vết mổ hoặc tạo bóng tối trên chỗ mổ của bệnh nhân. Người ta thiết kế nhiều bóng đèn ở nhiều vị trí khác nhau sẽ làm cho ánh sáng của các bóng đèn này đang chéo nhau. Như vậy, khi mổ cho bệnh nhân, bàn tay của bác sĩ có thể tạo ra bóng nửa tối đối với một ngọn đèn nào đó, nhưng không thể tạo bóng tối đối với tất cả các bóng đèn trong phòng. Vô cùng an toàn đấy. Cây kiếm của đại tướng quân. Các con, nay ta đã già yếu, không còn sống được bao lâu nữa. Trước khi nhắm mắt, ta giao thanh bảo kiếm cho hai con. Đây là thanh bảo kiếm mà Hoàng thượng ban tặng. Nó đã cùng ta xông pha trận mạc, giúp ta lập được nhiều chiến công. Hy vọng các con sẽ cố gắng rèn luyện, ở bên cạnh trợ giúp Hoàng thượng bảo vệ giang sơn bờ cõi này. Dạ, thưa cha. Cha, đúng là bảo kiếm có khác, chui bằng vàng, lưỡi kiếm sắc bén. Quả là thanh bảo kiếm hiếm có trên đời. Có được thanh bảo kiếm này thì sẽ chẳng có ai thắng được ta. Ta sẽ được phong làm đại tướng quân, sẽ lập những chiến công hiển hách giống cha. Thanh kiếm này là của ta, không thể là của chung được. Đây rồi. Chú này, tuy cha nói để lại kiếm cho hai chúng ta, nhưng anh là anh cả, theo lẽ ta sẽ giữ nó. Đây là thanh kiếm cũ của cha. Nó cũng gắn bó với cha, cùng cha xông pha trận mạc bao nhiêu năm. Tuy nó hơi cũ một chút, nhưng vẫn còn tốt. Chú hãy là chủ của nó. Lúc này, anh em ta phải cùng chung sức thay cha phò tá hoàng thượng bảo vệ giang sơn. Vâng, anh em ta cùng nhau cố gắng, quyết không phụ công cha tin tưởng. Xứng đáng là con của một đại tướng quân tài ba. Giờ ta đã là đại tướng quân đầy uy quyền, kẻ nào cũng phải nể sợ. Nhỡ một ngày nào đó, thằng em mình nó thay đổi ý kiến, lại muốn tranh chấp thanh bảo kiếm, muốn lên làm đại tướng quân thì sao nhỉ? Phải nghĩ cách mới được. Anh có chuyện gì à? Biên cương phía nam, quân địch lúc nào cũng ngấp nghé xâm lăng. Làm sao mà không lo cho được? Mà ta thì không thể trực tiếp đến đó. Kinh đô không thể lơ là một phút. Em có thể giúp gì được không? Chú á? Hay là chú thay ta đến đó được không? Đúng rồi, thế mà không nghĩ ra. Cha đã nhắc nhở anh em ta phải cùng nhau bảo vệ xã tắc. Nay kinh đô đã có ta trấn thủ, chú dẫn quân đến đó, trước là bảo vệ biên cương, sau là trấn áp quân giặc. Dạ, được chứ ạ, việc này anh cứ để em. Đẩy nó ra nơi biên thùy heo hút, thế là xong. Cứ ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó mà bảo vệ biên cương đi nhé. Đến giờ dùng bữa rồi ạ, thưa chủ tướng. Thế là bờ cõi đã sạch bóng quân thù. Thưa chủ tướng, có tin báo đám loạn quân đang tấn công vào kinh thành. Loạn quân? Làm sao có chuyện đó được? Ở đó có đại tướng quân dũng mãnh của ta với thanh bảo kiếm trăm trận trăm thắng rồi kia mà. Tình hình ở đó hỗn loạn lắm ạ. Đại tướng quân cũng không địch nổi. Loạn quân đã bao vây hoàng cung rồi.
Có chuyện đó thật sao? Ngươi không nói đùa chứ? Dạ, thần đâu dám nói bừa. Chuyện nhà binh đâu phải chuyện chơi. Tình hình rất nguy cấp ạ. Không thể để mất kinh thành, mình phải về trợ giúp cho anh. Tất cả lên đường. Ngươi là đại tướng quân, lại có bảo kiếm trong tay, cớ sao còn thua loạn đảng? Mong bệ hạ xá tội, tại chúng đông quá, chỉ mình thần thì bảo kiếm cũng khó mà chống đỡ được. Thật là vô tích sự. Bẩm hoàng thượng, thật không thể tin được, vừa rồi một đạo quân cứu viện đã tiến về giải nguy cho hoàng cung, chỉ trong chốc lát đã đánh tan được quân giặc. Thật sao? Cho truyền vào đây nhanh. Hoàng thượng vạn tuế. Là chú sao? Anh làm sao mà thương tích đầy mình thế này? Ngươi làm tốt lắm. Thế giặc mạnh và đông đúc mà ngươi dẹp tan chỉ trong chốc lát, thật là tài tình. Ngươi có bí quyết gì vậy? Thưa bệ hạ, thần có quyết tâm nhờ vào thanh kiếm này đấy ạ. Cái gì? Nhờ vào thanh kiếm cũ rích này sao? Dạ, đây là thanh kiếm cha thần để lại. Thần luôn làm theo lời dạy của cha, luôn mài sắc lưỡi kiếm, rèn luyện bản thân. Khá lắm. Ngươi, có thanh bảo kiếm trong tay mà không chịu khó rèn luyện, để thua trước quân phản loạn, thật là nhục nhã, không xứng đáng với thanh bảo kiếm ta ban. Từ nay, chức đại tướng quân sẽ do khanh đảm nhiệm, trẫm tin vào khanh. Khanh xứng đáng có được thanh bảo kiếm này. Hãy thay thế thanh kiếm cũ kia được rồi. Ta chưa từng thấy có vị tướng quân nào mà lại dùng thanh kiếm cũ rích thế kia. Thưa bệ hạ, tuy đây chỉ là thanh kiếm cũ của cha thần, nhưng nó cũng đã cùng cha lập nhiều chiến công. Thần cũng đã gắn bó với nó bấy lâu nay. Đối với thần, nó chính là thanh bảo kiếm rồi ạ. Cha thần đã dạy, bảo kiếm không phải là ở đồ dùng, mà chính là ở trong lòng chúng ta. Khá lắm, đại tướng quân của ta. Cần mở cánh cửa ra. Ồn ào, phiền phức quá. Lại gì nữa đây? Cháu chào ông ạ. Có chuyện gì? Mẹ cháu mới làm ít bánh nếp. Mẹ cháu bảo đem biếu ông. Ông ăn ngay cho nóng, ông nhé. Ông không thích bánh nếp. Bảo mẹ cháu ông cảm ơn nhé. Nhưng bánh ngon lắm ông ạ. Ông đã nói là ông không ăn đâu. Cháu đem về đi. Với lại cháu chơi xa nhà ông ra một chút. Ông không thích ồn ào. Dạ, mà sao nhà ông tối thế? Cháu chào ông cháu về. Sao thế? Con đem bánh sang biếu ông chưa? Rồi mẹ, nhưng ông không nhận. Con gái đừng buồn, chắc ông không thích ăn bánh nếp. Không phải đâu, cái gì ông cũng không thích. Ông chẳng mỉm cười với ai bao giờ, con rất sợ ông ấy. Có lẽ vì ông vẫn buồn về chuyện quá khứ. Hồi xưa, ông cũng có gia đình và một cậu con trai trạc tuổi con bây giờ. Một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi tính mạng của vợ con ông. Từ đó, người ta không nhìn thấy ông cười, cũng không mấy khi thấy ông ra ngoài nữa. Thế hả mẹ? Ông chỉ sống một mình, ngôi nhà luôn kín mít thế kia thì tối và buồn lắm mẹ nhỉ? Ừ, vậy nên chúng ta phải cố gắng giúp đỡ ông thật nhiều. Mẹ ơi, con ra ngoài chơi đây. Cháu chào ông. Ông cho cháu vào nhà một chút nhé. Ơ này, cháu bé. Cháu bé, cháu làm gì vậy? Nhà ông lúc nào cũng tối. Cháu đã hứng một chút ánh nắng mặt trời đem vào cho ông. Ông nhìn này. Ơ, sao không thấy ánh sáng chui ra? Có lẽ cháu lấy chưa đủ ông ạ. Ông đợi cháu một lát nhé. Cô bé này, đúng là trẻ con ngây thơ, nhưng mà hay.
Con gái, con đang làm gì vậy? Sao lại chờ ở chỗ nắng thế? Con đang hứng ánh nắng vào túi mẹ, con muốn đem ánh sáng vào nhà cho ông. Ôi, con gái của mẹ, có ai lại đi bắt ánh sáng vào túi như con? Sao hả mẹ? Con không thể đưa ánh sáng từ nơi này đến nơi khác ư? Có thể chứ, nhưng chỉ bằng cách duy nhất là mở rộng cửa ở những nơi tăm tối, ánh sáng sẽ tự tràn vào nhà thôi. Mở rộng cửa ư? Mà... Ông ơi, cháu xin lỗi, cháu không thể đem ánh sáng vào đây được. Chỉ có một cách duy nhất để nơi này sáng lên là... Là mở hết những cánh cửa ra, phải không cháu? Dạ, đúng rồi ông ạ. Nhưng... Ông hiểu tấm lòng của mẹ con cháu. Vậy ông cháu mình cùng nhau mở hết những cánh cửa ra nhé. Ông cảm ơn cháu đã giúp ông nhận ra một điều. Nhà phải mở rộng cửa, người phải mở rộng lòng. Mẹ và con trai. Mẹ, con về rồi mẹ. Hôm nay con về sớm thế. Mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm với mẹ. Mẹ nấu món gì mà thơm thế? Mẹ làm món sườn sốt cà chua mà con thích nhất đấy. Hôm nay con có hẹn rồi, mẹ chịu khó ăn cơm một mình nhé. Cái thằng không ăn cơm cũng không nói, làm mẹ mất công nấu. Đi đường cẩn thận, chú ý giữ sức khỏe nghe con. Con biết rồi mẹ, con đi công tác một tuần là về thôi. Con đi nghe mẹ. Em yêu à, em có nhớ anh không? Anh có mua quà cho em đấy. Ôi, tuyệt quá. Cảm ơn anh yêu. Anh mau về sớm với em nhé. Đức à, hôm nay vào trung tâm thương mại, nhìn thấy cái tai nghe đời mới nhất. Biết mày đang tìm, nên tao mua về làm quà cho mày đấy. Ôi, thật thế sao? Đúng là thằng bạn tốt. Sao 3 ngày rồi mà nó không gọi điện về nhà nhỉ? Không biết có chuyện gì không? Thôi, chắc nó bận việc, mình không nên làm phiền nó. Sao mình lại ở đây? Đêm qua anh bị tai nạn, cũng may vết thương ở đầu không sao, chỉ bị gãy chân thôi. Gãy chân ư? Chết rồi, mình đang đi công tác mà. Làm thế nào bây giờ? Em à, anh vừa bị tai nạn, nằm viện không đi được. Em vào đây với anh đi. Sao? Anh bị tai nạn ư? Ừ, em vào với anh nhé. Nhưng mà... Xa như vậy, làm sao em vào được? Ba mẹ em sẽ không cho đi đâu. Anh không có người quen trong đó sao? Ừ, thôi vậy. Em xin lỗi. Anh mau khỏe rồi về với em nhé. Mày đưa tao về Bắc nhé. Trời, sao đi đứng bất cẩn thế? Nhưng công việc của tao đang nhiều quá. Mày chịu khó nằm trong ấy mấy ngày, cuối tuần tao thu xếp vào. Alo. Ôi, mày quá. Con đây rồi. Mẹ cứ lo con gặp chuyện gì. Sao mấy ngày nay con không gọi điện về cho mẹ? Con vừa bị tai nạn. Sao? Tai nạn ư? Con đang ở đâu? Con có sao không? Mẹ sẽ đến ngay với con. Mẹ. Con đang ở đâu? Hãy nói cho mẹ đi. Con không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Mẹ không phải vào đâu. Đường xá xa xôi, khổ thân con tôi. Một mình ở đó làm gì có ai chăm sóc. Để mẹ đặt vé rồi vào luôn với con. Con đừng có ngại. Ơ kìa mẹ. Mẹ, chỉ có mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện. Vậy mà con lúc nào cũng vô tâm, không để ý gì đến mẹ. Con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Món quà của cha.
Sắp tới ngày trung thu rồi, hôm trước ba mình mua cho mình một chiếc xe đạp mới. Vậy là mình sắp được đi học bằng xe, không phải cuốc bộ nữa. Không, thế sắp tới cậu được ba mua cho quà gì vậy? Cậu vừa học giỏi, lại lắm tài lẻ, chơi đàn hay, kiểu gì chẳng có quà cơ chứ. Mình chào các cháu, đi dẹp vào cho bác nhờ chút. Chà, bác ấy chở nặng thế nhỉ? Con đã đi học về rồi à? Dạ. Đẩy cho bà chiếc xe ra đằng hiên đi. Không, thế sắp tới cậu được ba mua cho quà gì vậy? Cậu vừa học giỏi, lại lắm tài lẻ, chơi đàn hay, kiểu gì chẳng có quà cơ chứ. Ráng ăn đi cho khỏe con trai. Ba kể con. Dạo này học hành sao rồi? Ba bận quá, chả có thời gian ngó ngàng tới việc học hành của con. Con cố gắng lên nhé, mấy cọc nợ nhà mình cũng sắp trả hết rồi. Dạ. Con thích học thêm đàn phải không? Con rất thích học đàn, nhưng điều kiện nhà mình như thế. Con trai, không sao, ba con mình cùng cố gắng con à. Ba thì lúc nào cũng cố gắng. Giá mà ba được như ba cái hoa, ba thằng Thành có phải tốt không? Cuối tuần nào cũng đưa chúng nó đi chơi, lại mua cho chúng nó bao nhiêu quà, chúng nó thật là sướng. Họ chỉ suốt ngày cố gắng, thật mệt mỏi và chán nản mà. Hùng, con sao thế? Dạ không ạ. Tội nghiệp, thằng bé mê đàn quá. Ai bánh mì nóng không? Ai bánh mì nóng không nào? Ai bánh mì nóng không? Ai bánh mì nóng không nào? Hùng, về nhanh cháu. Dạ, có chuyện gì thế ạ? Ba cháu đang bị cấp cứu ngoài bệnh viện kìa. Hình như là ba cháu bị kiệt sức thì phải. Ba làm sao thế này? Ba không sao, chỉ hơi mệt thôi, nghỉ vài hôm là khỏe thôi mà. Ba, sao ba lại làm việc quá sức để bị kiệt sức như vậy hả ba? Con trai, ba đã dành dụm mua được cho con một cây đàn rồi. Ôm thế này chứ ôm nữa ba cũng vui con à. Ba biết con thích học đàn lắm. Ba rất thương con vì không có điều kiện tốt như chúng bạn. Ba làm tất cả vì con, thế mà con thì... Con thật tệ vì đã có lúc so sánh, cảm thấy xấu hổ trước hoàn cảnh của gia đình mình. Ngay cả khi gặp ba chở than trên đường đi học về, con cũng vờ như không nhận ra ba. Con tệ quá. Nín đi nào con trai, con biết thế là ba vui rồi. Đôi bàn tay này sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy tin ba, cố gắng học thật tốt nha. Dạ thưa ba, con xin nghe theo lời ba. Con sẽ cố gắng học thật tốt và giúp ba thật nhiều. Ba đừng cố gắng nữa nha ba. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.